Huy Tâm và chương trình Sinh Hoạt Cộng Đồng xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả của Apple TV. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 50 phút ngày 1 tháng 10 năm 2022. Chúng tôi đang hiện diện ngay tại nhà hàng Jasmine nằm ở trên đường Bel Air, tức là đường Sài Gòn. Hôm nay chúng tôi hiện diện ở đây để cùng với các chiến hữu thuộc quân lục chiến đón mừng ngày khai sinh binh chủng. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10 năm 1954, qua sắc lệnh 991 trên ND của Thủ tướng Chính phủ, là ông Ngô Đình Diệm đã ký sắc lệnh để thành lập binh chủng thuộc quân lục chiến tại Nha Trang. Và từ đó cho đến nay, bao nhiêu năm trời, những người chiến sĩ thuộc quân lục chiến đã chiến đấu để bảo vệ cho toàn thể đất nước Việt Nam chúng ta sống yên bình trong vòng 20 năm. Và hôm nay, để kỷ niệm 68 năm thành lập binh chủng, những người lính biển đã hiện diện nơi đây cùng tất cả các hội đoàn quân đội có mặt để cùng chia sẻ cái niềm vui đó. Dù rằng cuộc chiến đã đi qua, dù rằng biết bao nhiêu là những cái gian khổ sau khi ngày mất nước, nhưng tinh thần huynh đệ chi binh của những người lính thuộc quân lục chiến vẫn luôn luôn tồn tại. Và có lẽ rằng chúng ta không quên, cách đây 50 năm, ngày 16 tháng 9 năm 1972, cái năm mùa hè đỏ lửa, những người chiến sĩ thuộc quân lục chiến là những người đã cắm lá cờ đầu tiên trên cổ thành Quảng Trị. Sau khi chúng ta tái chiếm lại với 51 ngày đêm và với sự hy sinh của trên 3.000 quân nhân thuộc quân lục chiến. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta hiện diện ở đây vui mừng trong cái ngày thành lập binh chủng, nhưng mà cũng không quên tưởng nhớ đến những chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và các chiến sĩ thuộc quân lục chiến đã hy sinh vì đất nước. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị một số quan khách hiện diện trong buổi tiệc hôm nay sau đây. Tôi, Ngũ Xuân Lưu Văn Khoáng, trưởng ban tổ chức, xin hân hoan chào mừng và cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi hội ngộ sinh nhật binh chủng ngày hôm nay. Binh chủng Điện Lục Chiến được thành lập cách đây 54 năm vào ngày 1 tháng 10. Đến nay đã được 68 năm, gia đình Lục Chiến yêu tinh và cùng phụ cận họp mặt để cùng nhau tưởng nhớ đến binh chủng mà một thời chúng tôi đã từng phục vụ. Mặc dù có sự chuẩn bị chu đáo, nhưng chắc chắn không tránh khỏi phần sơ suất. Kính xin quý vị nhiệt tình tha thứ. Kính chúc quý vị sau phần nghi thức khai mạc sẽ thưởng thức bữa ăn tối ngon miệng và thưởng thức thần văn nghệ cây nhà lá vườn. Xin trân trọng kính chào các toàn thể quý vị. Việt Nam thuộc binh chủng bộ binh, đặc cách kiểm soát các thủy trình và những cuộc hành quân thủy bộ dọc theo bờ biển Nam Hải và trong sông Hồi, mang tên binh chủng thủy quân lục chiến. Sau tiểu đoàn 1 tiểu đoàn lục chiến đầu tiên, lần lượt các tiểu đoàn được thành lập. Tiểu đoàn 2 năm 1965, tiểu đoàn 3 năm 1957, tiểu đoàn 4 năm 1961, tiểu đoàn 5 năm 1964. Ngày 5 tháng Giêng năm 1965, binh chủng chính thức tách rời khỏi quân chủng hải quân, sau đó được nâng cấp lữ đoàn thủy quân lục chiến, trực thuộc bộ tổng tham mưu, về chỉ huy điều động chiến thuật và hiểm trợ tiếp cận. Cùng với dây dù, thủy quân lục chiến là lượng tổng trừ bị cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1966 thành lập tiểu đoàn 6, ngày 1 tháng 10 năm 1968 được nâng cấp trở thành sư đoàn thủy quân lục chiến. Năm 1969 thành lập tiểu đoàn 7 và cuối năm
tiểu đoàn 8 tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn 9 thành lập năm 1970, song song cũng thành lập các tiểu đoàn pháo binh 1, 2, 3, sát cánh cùng các tiểu đoàn 147, 258, 369 tham dự các cuộc hành quân khắp 4 vùng chiến thuật ngoại biên Campuchia và Hà Lào. Trung tâm huấn luyện tại rừng cấm đã đào tạo những chiến sĩ dũng cảm cho tiểu đoàn chiến. Tiểu đoàn quân y có bệnh viện Lê Hữu Sanh điều trị tướng bệnh binh, tiểu đoàn chiến và gia đình, là đơn vị tổng chuẩn bị các tiểu đoàn tiểu đoàn chiến thành quân và tham dự các chiến đường nóng bỏng đến khắp 40 khu, từ đặc khu rừng sát đến đầm dơi, U Minh, Đức Cơ, Phóng Dư, An Quý, đầm Trà Hổ, Tết Mậu Thân, cùng các đơn vị bạn bảo vệ thủ đô Sài Gòn và ảo thân diệt địch ở thành phố Huế. Năm 1972, hiệp đồng các đơn vị bạn tái chiến Quảng Trị, nhiệm vụ cuối cùng càng quét địch quân khỏi thị xã Quảng Trị, dựng ngọn cờ Việt Nam Cộng Hòa trên cổ thành. Sư đoàn tiểu đoàn chiến được tuyên dương công trạng trước quân đội 8 lần. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thủy quân lục chiến để anh em trở lại, trở về cũng như là một cái sự mà để điểm danh coi ai còn ai mất, và cũng đồng thời là thăm hỏi. Quốc chúng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là những chiến sĩ cọp biển oai hùng, một thời đã đem máu xương, đem tuổi thanh xuân dâng hiến cho quê hương đất nước. Hôm nay dù rằng ở vào cái lứa tuổi đã cổ lai hy, nhưng mà vẫn còn năng động, vẫn còn tiếp tục sinh hoạt để gợi lại trong lòng những người chiến hữu những cái kỷ niệm, và một thời đã đem hết cái tâm huyết để lo cho tổ quốc. Và bây giờ các anh có thêm ý kiến gì đối với khán giả của Apple TV cũng như là đối với các đơn vị bạn? Mời anh Đặng Minh. Xin phép tôi được tạm ngưng chương trình ở đây, tại vì chúng tôi phải trở lại sân khấu để phục vụ cho đồng bào đây. Với các anh em trong chiến, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ba anh. Chiến thắng còn đủ xanh nên đâu lại buồn.
chúng ta không hề lưu thương, chỉ đang ngắm đời chúng ta là hàng thượng quân. Ngày về vòng hoa đón chào chiến sĩ muôn vàn. Tôi muốn xin Bùi Linh Hùng, thành viên chúng ban tâm ca Thủy Thành Mũ Thanh, xin kính chào với Apple TV và các quý đồng hương trên của Apple TV. Xin cảm ơn. Xin mời Mũ Xanh, Văn Văn Dũng. Một lần nữa, xin cảm ơn anh Hùng.